Rồi cả nhà, giờ sáng rồi, giờ mấy chú cháu sẽ đi thăm câu rồi cả nhà. Giờ mà cả nhà, cô chú anh chị và các bạn đi theo mấy chú cháu thăm câu rồi cả nhà. Đi. Giờ anh em cũng tới địa điểm cắm câu rồi. Giờ anh em sẽ đi thăm câu rồi cả nhà. Mời cả nhà, cô chú anh chị và các bạn đi thăm câu với mấy anh em nè. Nãy giờ anh em đã thăm cũng được đâu cả chục cần, chưa cũng chưa dính con nào hết chứ. Đủ có lóng táp hiểu cái ô. Con này chín cá cả nhà ơi. Đâu rồi, đừng có nói đi nữa nghe, hôm hôm đi hết hai con rồi đó. Ui, rồi không dướng nữa không, hôm hôm đi hết hai con. Ê dạ, cái mà dương chích vô đít luôn rồi, rồi nuốt trống luôn. Cứ lấy cái cây chọt không, cái này nó dậy hôm hôm giờ này sần mịn chưa, sần mịn hết vô. Cái trước nó cong quá trời cong luôn nè cả nhà. Đi này, đi đi đi, đi. Cong mà không nhúc nhích thì nguy hiểm quá, chẹo nhái lên luôn kìa. Còn không, còn hả, đi mà. Ôi chích veo ơi, còn sống cá nhỏ. Mấy cọng dây này thấy gì nó dai dữ dằn, dai con cá này dính hôm hôm đi đường mất, dính đầu đêm hôm nó quậy riết. Tiếp tục cả nhà. Quá trời mà dương à. Ừ rồi, cái lóc. Đó. Ờ chưa chín à. Chưa chín à. Không biết cá bự nhỏ nè, quậy cả nhà, quậy một cái đùng. Đi thăm câu dễ chín cá vậy dễ biết. Ừ. Ừ. Nghe mà dương chín không, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Đây cộng dây nên nó dính cỏ này coi chừng nè. Rồi cái nhỏ xíu lùi vô, lùi vô. Vậy coi dính đỡ hơn không. Ừ, sáng này thấy dính cũng yếu quá cả nhà. Dính dính con này. Ê. Trời ơi. Yếu quá. Thấy à, dính yếu quá. Thấy đi nó ngay cũng ngay tắp bập. Đi. Tiếp tục cả nhà. Đó, 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 đó. Đó. Sáng dính cá rồi không? Đang cây quạt này nè, thấy như có lý gì không, thấy còn lên tim. Đi hả, trời sảy luôn, mới sảy luôn, mới sảy luôn hả, thì gọi con cá đó lên tim nó rồi, nó sảy rẻ rồi. Mã dương vô địch ấy dạ, vô địch thiên hạ luôn. Còn không,
cá. Ủa, dính con ếch cả nhà. Ếch chắc ếch bự á. À. Ừ, ủa ếch kìa, ông hỏi ưu. Cầm chạm con ếch luôn. Trời gâu nhúc rồi. Con no không? Cây này cây cuối cùng cả nhà ơi. Ủa, dính con gắn. Cái đầu đó, cái đầu nó kìa. Rồi, mình đang kiếm cái đầu. Bớt cái đầu đi. Hôm hôm con cũng phải lớn cái gì. Hôm hôm con mới lớn thì nhà nó xảy anh. Dí rồi bắt không được. À, một em cắn nước. Hết câu rồi cả nhà, giờ anh em sẽ đi về thăm luồng câu của ông chú cả nhà. Giờ tới luồng câu của ông chú cả nhà. Luồng câu của thằng em thì nó cũng dính lai gai vậy mà dính không có được mạnh. Giờ tới luồng câu của ông chú nè, đây là cây đầu tiên của ổng luôn nè. Ủa, cây này dính cá nè cả nhà. Còn cái móc mép mà đi luôn. Bỏ vô. À, dính được con gắn kiếm thêm con hay con nữa giúp. Sợ lá me luôn. Sợ lá me. Mình đóng cái cây me vô. Cái đầu cầu. Rồi gỡ gỡ cái luôn. Thôi gỡ cái này trước chứ. Cá gì sợ đi á. Cá nó hơi bự á nha, gịch lên luôn nha. Bự á. Cá hơi chậm á. Cá chân tư. Cá này sáng hôm hôm lấy xảy hai con gì. Gì hả? Ồ, cá nó uống luôn không? Gì ở đây thầm. Ở đây dính cao cái nhà mày chết. Cái này nhỏ, không có bự. Banh cái má luôn. Banh cái má luôn. Ôi. Vì sáng đi ra cái có khúc khiếu của cả nhà được 3 con rồi đó. Hôm hôm đi mỏi cả cẳng luôn. Coi cái con nhẹ 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 chắc đi quá. Một đi hai chết đi à. Ồ dính đây nè, dính đây nè, dính đây nè chú. Dính đây nè. Kìa kìa kìa, dính chết kìa. Quăng ra, bể cái câu luôn. Con cá dữ á. Từ từ đó. Ồ. Đang thăm đây nhìn qua đây sao thấy nhích nhích nhích. Ờ rồi xíu đi. Mồm lấy dính mép gì đó. Giật giật lên nha là đi luôn. Nó quắn. Mời cá bự nè.
nó cứng. Rồi nó dính mép nhỏ ngoài. Cho mép nhỏ ngoài. Mép đó sẽ gặt cái là đi. Rồi cả nhà, đây là cái thành quả của mấy chú cháu buổi sáng cả nhà. Bữa nay thì dính hơi yếu quá. Giờ nào nó dính cũng yếu, chứ buổi sáng, buổi tối thì dính cũng yếu. Là bắt gắn hay gì? Lên miệng nha. Túi bên kia hôm hôm cũng còn mà lớn nữa gì ba cái rồi được hai con cái đâu quay ngang này chào me được rồi hôm kia hôm kia nó vừa ngậm lại tới cái đầu ngang dí dí quậy nhớ bắt tắt cửa lại ok lục chưa. Chết luôn à. Lâu quá nó dậy á. Rồi bây giờ mấy con ếch là luôn cái đi. Rồi giờ làm buổi sáng được không? Buổi cơm sáng không? Nhỏ nhỏ không tiếng em ớt đây con đấy này cả nhà, ớt này bự mà nó chết rồi cả nhà. Thì cái thành quả của mấy chú cháu một ngày một đêm thì được nhiêu đó cả nhà. Giờ mấy chú cháu sẽ ăn cơm đây hả, đi qua bển kia cơm bển kia đi. Giờ mấy chú cháu sẽ dọn dẹp và di chuyển qua bên chỗ mới cả nhà. Ủa, nhiều lắm chứ ở đâu không? Rồi, đây em cá gọng đi. Dọn dẹp chạy mình đi di chuyển qua cái địa điểm mới cả nhà. Địa điểm này thì dính yếu quá. Này đây buổi sáng chắc ăn mấy con cá này nha. Thì dọn vô đi. Dính gắn. Dọn vô dính gắn đi. Rồi cả nhà, thì nãy mấy chú cháu đã định giờ địa điểm mới đó cả nhà. Cuốn chạy mình đi là địa điểm mới rồi mình cắt chạy xong rồi mình mới nấu cơm ăn. Rồi giờ trời cũng chuyển mưa nữa cả nhà. Chuyện mưa hoài, mưa lâm râm hoài như vậy. Bây giờ nên mấy chú cháu đi cũng không được. Đó, bây giờ mà mình cuốn rồi xong cái ổng mưa cái ướt hết trơn luôn. Đó, bây giờ mấy chú cháu quyết định nấu cơm ăn rồi xong cái gì nào mà tạnh ổng hết mưa đó cả nhà. Thì cái mấy chú cháu mới di dời cái địa điểm mới. Nó giờ ông chú cũng đang nấu cơm luôn. Giờ này cũng 9 giờ rồi cả nhà ơi. Đói bụng rồi, mà lỡ cũng hết mưa nó, mưa lâm râm nữa rồi đó. Mưa hoài chắc bão quá. Đó, thằng em thì đang do cái nồi cơm con chú thì ổng nhúng lửa nấu cơm củi nha cả nhà. Mấy chú cháu thì ít có nấu cơm bếp ga không cả nhà, tại vì ông chú nó nấu bếp ga ăn nó mới ngon. Mình phải nấu cơm củi với cái lò cái gì cái nồi gang nè. Thì nay sẽ buổi sáng này mấy chú cháu sẽ ăn với cá lóc này cả nhà, với con ếch. Cá lóc này nó dính câu hôm đó cả nhà, với con ếch này mà nó bị ngộp á chết á. Nên là giờ ông chú uống muối à. Đó với thằng em nó sẽ làm mấy cọng buông súng mới nãy. Cái gì? Cái bắt đầu cơm nữa. Bắt đầu cơm này chú. Đó thằng em nó sẽ lọt buông súng rồi chút xíu mấy chú cháu xào. Đây cả nhà, đây còn con ếch bự đến con gắn nữa nè. Mà nhiều ăn đủ rồi cả nhà. Có ba chú cháu mình ăn nhiều là đủ rồi. Làm quá dư nhiều quá mình ăn bỏ nó uổng lắm. Quay cả nhà xem một cảnh trời mưa. Không có mưa không có lớn mà không có lâm gập hoài vậy. Bây giờ đây thằng em nó từ bữa nay cái chạy đi của mấy chú cháu thì quá ok rồi, mưa thì cũng không có sợ. Đây là cả nhà bông súng nè, súng hãy hai anh em đi chạy giỏ đi ra ngoài kia hái nè. Giờ anh em để nó lật ra cái lật bông ăn luôn vậy.
phòng làm lúa bóng ngon. Bóng ngon hả? Ăn nó vui. Đây giờ hai anh em sẽ lặt cái bông súng này và mình sẽ xào mình ăn với cá ớt chiên. Đâu lột cậu bông súng ra coi ngon không. Đâu cậu bông súng ra coi ngon không. Bông súng này thấy người ta hái bán như quá trời luôn á nha, không biết ăn chắc cũng ngon á. Hết sảy luôn. Quá trắng. Trắng luôn. Giòn khấu luôn. Vừa lầm gầm lầm gầm. Rồi cả nhà, giờ cơm cũng đã chín rồi. Giờ ông chú ổng sẽ chiên cá. Giờ vừa để ăn cơm chắc ngon dữ. Ở nhà nhìn ra ngoài đó. Mưa là khắp chỗ luôn, chỗ nào cũng mưa chứ không phải mưa chỗ một. Trời này cũng bão luôn cả nhà ơi. Mưa nhìn chỗ hết trơn luôn. Hôm hôm mưa ông chú mới tát cái chuồng đang chuẩn bị mấy chú cháu di chuyển qua chỗ mới cái giờ ông mưa nữa nè. Con ếch bự quá, bự hết. Ếch này nhà những cặp đùi á quá luôn. Rồi giờ chú ông chiên cá chín rồi đó cả nhà, đầu mình tới mình xào bông súng. Bông súng này là bông súng ma. Chào mẹ. Chào các mẹ. Cái này cá vàng hết trơn. Vàng quá. Chắc ở đây luôn quá chú, mưa kiểu này lâm râm hoài. Trong bão. Biết bão số mấy đây biết. Ủa, cá ngon. Ok, cá số bự rồi chú. Bự á, bự vô. Hèn rác cơ, hai con này nó nhảy chắc xuống dưới ấy luôn á. Ôi. Vớt nó nhảy xuống nước. Giúp cháu đi đem đồ nghề theo cũng khá là đầy đủ cả nhà. Ớt. Cái này còn thiếu keo tỏi. Vậy bữa nào mới giúp cháu làm một keo tỏi đem theo ăn cho nó ấm ấm. Bắt đầu đẩy ớt bự lên. Ớt cho nó tạm giảm nó cảo luôn. Hai cái đùi nó cũng như là lịch sử tập tài vô. Giờ mình xào bông súng mở này. Mở này có cá ngon dữ á. Bà xù ở trên đó nó gió nó ấy cài với cây muốn lủng luôn nha. Chiều nay kiếm mớ cá rô văn lưới cái nhà, kiếm mớ cá rô cái mình kho khô để chết mở này vô. Mấy cái cháo gom củi để trong chòi, sau mưa là hết chùm luôn. Cá súng này nè, hết nè, hết cả bá luôn. Rồi mấy chú cháu xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng bữa cơm sáng với mấy chú cháu cả nhà.
Bữa nay ăn thì có cá lóc muối chiên với ếch chiên với bông súng mình xào tóc mỡ cả nhà. Rồi xin mời cả nhà nha. Rồi xin mời cả nhà dùng mấy chiên với cháo con nghe. Đó, ếch chiên, cá muối chiên. Bông súng xào với tóc mỡ đó cả nhà. Dị dụng luôn. Ăn cơm mà trời mưa lâm râm cả nhà, ngon dữ. Cả nhà dùng cơm với anh em với con cháu luôn nha. Ồ, quất nguyên một súng nữa coi. À, mấy chú cháu xin di chuyển cái chỗ mà đi cắm câu cả nhà. Qua phía xuống phía lúc dưới này. Mà giờ trời ông bão mưa hoài gì mấy chú cháu đi không được luôn. Giờ mấy chú cháu cũng nấu cơm ăn đây xong rồi, nếu như mà ít mưa thì mấy chú cháu sẽ dọn đi di dời chỗ cả nhà, còn nếu mà không còn mưa thì mấy chú cháu phải để chạy đi luôn, rồi mấy chú cháu sẽ chạy cái vỏ đi lợ xuống vô lúc khu trong này cả nhà, mấy chú cháu sẽ đi bộ qua cắm. Cũng như giúp mở cái cây thì quên bầm bầm súng. Thôi cho ăn cái lũ nhật mình tạo trong vòng. Cá muối ngon à. Được rồi. Bông bông thì nè em nó ngon. Tầm nó có mấy cái hộp nhỏ cũng như là trứng cá. Cái đặt đồng quê luôn. Nó mua trúng lâu lâu còn mở ngon. Mà cá bông chúng mình ít quá, có bông chúng mình. Bông chúng ma không. Đó bông điển này kia nọ. Ốc một cái nữa đầu dừa hết cách luôn đi xuống nó có bùi vàng sao nó cứ nó bùi vàng con bành bành đâu được hết trơn á. Mình xuống mà ngon mà. Bùi nó bùi. Bây giờ mà có lưới mình dở cái chuột mà không bằng mà bằng chết chồng chứ chết chồng rồi đây chết chồng chết chồng chết chồng rồi mà có cái đống cá chắc một cái nha chuột đâu rồi. Rồi cả nhà, giờ cũng 4 giờ mấy rồi cả nhà. Giờ mấy chú cháu sẽ chạy đi xuống đi ra ngoài đó cái điểm ngoài đó có phóng câu cả nha. Tại vì chạy của mấy chú cháu là không có giờ đi được là do mưa miên ngày nay luôn cả nhà ơi. Cho nên không có giờ đi được. Mình giờ đi cái mưa cái ướt át tùm lum trơn á. Bây giờ mấy chú cháu sẽ chạy vỏ. Chạy vỏ đi ra ngoài khu ngoài đó đó. Mình đi lên cái đường lộ mình cắm cái vách chi dài ngoài luôn cả nhà.
giờ tới đây máy chạy hết nổi cả nhà, cạn quá. Đâu vô chỗ nào đâu, đó chỗ đó có cái bờ đó có vô trong được không? Mương hả? Mương là cái bờ kia dưới đây. Rồi cả nhà, đã mấy chú cháu cũng đã tới nơi cả nhà. Chú cháu sẽ qua cánh bên đó kìa, cắm cầu. Cánh bên đây thì có con người ta cắm rồi. Giờ ông chú với thằng em đang bắt nhái rồi cả nhà. Bữa nay mình có cắm cua ếch luôn cả nhà. Đây mình sẽ cắm cua ếch. Bộ mới cái này là mới ra lò luôn. mới làm luôn cả nhà. Đây cắm cua ếch để kiếm mớ ếch này cả nhà. Rồi cả nhà, mấy chú cháu cũng đã tới chỗ cắm câu rồi cả nhà. Bây giờ một vòng cả nhà mình xem nè. Ở đây thì nước vô mà đất ở đây hơi cao, nó mới lé đé đây đé. Giờ chú đi cắm ở đây hả chú? Rồi đi, em lấy cắm ở đây hả? Rồi đi, đi. Giờ trời ổng chuyển mưa nữa cả nhà ơi. Ông bảo sao mà biên hôm tới bây giờ tàn mưa lâm râm hoài luôn. Quá gió. Vô quá gió. Thằng em thì nó chọn cái luồng câu lúc dưới đó đó cả nhà. Mấy cái bắp này là ụ chuột. Đây. Chắc chà chuột. Chà chuột. Gió quá gió. Buổi chiều này không gió. Buổi chiều thì không gió như ngày nay luôn. Rồi, sao rồi, còn nhiêu cây rồi? 23 cây. Hết chỗ cắm rồi hả? Hết chỗ cắm rồi. Ôi, dính cái lóc luôn rồi cả nhà. Chưa, sao dính rồi. Dính ra dính dưới đó, cá thấy tắt quá trời. Đừng kìa. Rồi cả nhà, giờ cũng 7 giờ mấy rồi cả nhà. Giờ đi thăm cái luồng câu ông chú trước cả nhà. Rồi sau đó quay lại cái luồng câu thuần của thằng em. Thầm kiếm cá gì về làm cơm ăn cả nhà. Bữa nay cắm cái luồng câu hơi xa. Ui dính cá kìa. Bữa nay cắm cái luồng câu hơi xa cả nhà. Cho nên không có về chạy, mấy chú cháu ngồi nán ở đây luôn. Ui dính con cá này cả nhà. Quá hên luôn rồi. Rồi cô chú ơi, giờ này xảy ra. Gì đó. Một em cá lóc. Ngửi kiến quá. Chú cháu chiều giờ chưa cơm nước gì hết. Một em bỏ vô bị thăm dạo này xong cái về cơm nước thì sáng thăm tiếp cả nha. Ngồi nãy giờ ngồi chăn cái trại ở đây mũi cắn càng chết. Ở sau mà nhóc ma quậy lấy. Hả? Cái nhóc ma quậy lấy. Ôi, giật mạnh lên. Cái lóc ú đằng.
gốc đã không? Giật mạnh lên đi. Gỡ cái chứ đi. Giật mạnh lên nó dính nó đi nữa. Giật có ngoài trước luôn hả? Wow, lọc vào u ha. Dính dữ vậy, từ 300 gram á. U nu 1.4 luôn. Cho dàn cô kiến thắng nha. Kiến, những này chỗ kiến luôn. Trùng luôn. Chó sủa quá. Trời ơi, ruột nữa. Chịt mẹ, kiên căng như giò vậy đó. Nè mấy cái đám bắp này kiến chứ lắm. Tèo con cắn nước ông ơi. Cắn nước được. Cái gì kiểu ép hay là chút chim này không ra lại vô xíu xin kia cháu đủ gì nấu canh là nhà đó đó gì? Nhà có đâu đủ canh có nước rồi hấp rồi rồi có xả có xả luôn có xả trên đất xả luôn rồi về khách nấu canh quá có nhà có trồng xả luôn.